Thân mến, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Chuyện Làng Quê. Mời bạn nghe Đào Kim Oanh đọc truyện Như Ánh Bình Minh của tác giả Phùng Anh, chương 19. Buổi sáng, không khí trong vườn thật mát mẻ. Những chậu lan được chăm bón cẩn thận nay đã ra hoa. Hương lan dịu dịu cứ thấm dần vào không khí, làm cho cả căn nhà cũng đầy áp hương thơm. Thành An kiên nhẫn nhìn bố cho đám chim chóc ăn. Dáng vẻ của bố anh khi ở nhà cũng không khác lúc ở công ty là bao. Anh đã quen rồi, cho nên cũng không nóng vội làm gì. Những gì cần nói anh đều đã nói xong. Bố anh đồng ý hay không cũng chẳng làm anh thay đổi ý định. Con nghĩ kỹ rồi chứ? Đóng lại cửa lồng của con Sơn Ca cuối cùng, ông Tường, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của RHA mới cất tiếng hỏi. Thành An đáp ngay: vâng, đã nghĩ rất kỹ. Anh nhắc lại lần nữa quan điểm của mình: con không cần một cuộc hôn nhân vụ lợi. Thế nào là hôn nhân vụ lợi? Đôi lông mày của ông Tường cau lại. Bố hiểu ý con mà. Bố và bác Minh là chỗ quen biết đã lâu, cũng là chỗ làm ăn thân thiết. Nếu có bác Minh liên kết, RHA sẽ ngày càng phát triển vững chắc hơn. Ông Tường trầm ngâm nói: thời thế bây giờ không giống như năm xưa bố thành lập công ty, không chỉ đơn giản là có chút vốn và kiên nhẫn chờ cơ hội để phất lên được. Bây giờ vị trí của con ở RHA không phải là không thể thay thế. Nếu muốn đơn thương độc mã tiến lên, e là rất khó khăn. Giờ đây có những việc con phải tự mình làm chủ, không thể dựa vào bố mãi được. Con biết. Thành An dứt khoát trả lời. Từ nhỏ bố vẫn luôn dạy con rằng một người đàn ông có bản lĩnh phải biết tự đứng trên đôi chân của mình. Con vẫn ghi nhớ điều đó. Bố cũng dạy con phải biết sáng suốt lựa chọn con đường tiến xa nhất mà tiết kiệm được nguồn lực nhất. Ông nhấn mạnh. Đúng vậy, nhưng đối với con, tiết kiệm nguồn lực không phải là dựa vào nguồn lực của người khác, mà là luôn tái tạo được nguồn lực của mình. Ánh mắt Thành An nhìn thẳng vào ông Tường vô cùng kiên định. RHA là tâm huyết cả đời của bố, con sẽ dốc toàn lực để kế thừa ý chí của bố. Con xây dựng được ekip làm việc của chính mình để phục vụ cho RHA, cho nên nếu bố muốn hợp tác cùng bác Minh, con sẵn sàng, coi Lệ Thu là đối tác quan trọng. Đối tác quan trọng chứ không phải là vợ. Trong lòng Thành An luôn phân định rạch ròi giữa công việc và đời tư. Ông Tường nheo cặp mắt sắc bén của mình lại, quan sát dáng vẻ của Thành An, sống lưng thẳng tắp, tư thế đĩnh đạc, lời nói vững vàng. Anh ánh nhìn ngay thẳng, đứa con trai duy nhất mà ông tự tay bồi dưỡng từ tấm bé, cuối cùng cũng ra dáng vẻ này. Có chính kiến, cũng có khí phách, nhưng bản lĩnh đâu thì phải chờ xem. Nghĩ vậy ông nói, thế thì đã đến lúc con chứng minh hiệu quả của ekip do chính con xây dựng để vững vàng ngồi được vị trí cao nhất. Con phải là người thực lực nhất. Ánh mắt Thành An lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đến lúc rồi. Ông Tường bắt được ánh mắt đó của con trai, gật đầu nói tiếp. RHA có một hạng mục quan trọng cần thực hiện, nhưng cần có sự hợp tác của bên bất động sản. Hiện nay chỉ có duy nhất một công ty có thể đáp ứng được các yêu cầu của chúng ta. Chắc chắn là nó. Dự án sẽ kéo dài gần một thập kỷ tới đây của RHA. Thành An đã biết bố anh định nói tới ai. Thủy Liên Hương, công ty của cháu gái Bắc Minh. Phải, nếu con thuyết phục được Thủy Liên Hương hợp tác với RHA, thì bố sẽ tin ekip của con làm việc thực sự hiệu quả. Có thể sẽ đảm trách tiếp việc quản công ty. Nếu không, con nên chọn cách tận dụng nguồn lực như bố nói. So với RHA, Thủy Liên Hương vẫn còn rất trẻ, nhưng không thể phủ nhận những dấu ấn đậm nét của công ty này trên thị trường. Hơn nữa, định hướng xây dựng thương hiệu thuộc phân khúc cao cấp càng khiến cho Thủy Liên Hương trở thành một đối thủ đáng gờm và cũng là một đối tác đáng tin đối với bất kỳ ai. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có quyền kiêu ngạo trên bàn đàm phán. RHA đã xúc tiến với Thủy Liên Hương vài lần nhưng vẫn chưa ký kết được. Một phần cũng chờ xem thái độ của Thành An như thế nào trong mối hôn sự với Lệ Thu. Thành An mỉm cười trước sự nhượng bộ này của bố mình. Có thể cho con trai một cơ hội trước RHA, tâm huyết cả đời của ông. Chắc chắn ông đã cân nhắc rất kỹ trong sự tin tưởng anh. Cảm ơn bố. Anh đứng dậy rời khỏi khu vườn với khuôn mặt khôi ngô tràn đầy tự tin. Cứng đầu cứng cổ. Ông Tường nhìn theo bóng dáng cao lớn của cậu quý tử lẩm bẩm. Một giọng nói thanh nhẹ đáp lại. Giống anh đi thôi. Người phụ nữ uyển chuyển bước ra từ phía sau bụi hồng đang nở rộ. Bà đến bên chồng nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy ông khen ngợi.
Gần đây hai cha con anh nói chuyện rất ôn hòa, không còn mặt nặng mày nhẹ như trước rồi. Ông Tưởng được vợ khen trong lòng sung sướng như có đóa hoa đang nở, nhưng ông vẫn nói cứng. Nó mà chịu nghe lời anh thì anh cần gì phải cáu. Phải rồi, thằng bé cũng đang muốn thể hiện cái tôi của mình thôi. Nhưng làm sao nó bằng được anh năm xưa, anh còn bó cả nhà để đòi cưới em mà. Chứ còn gì nữa, anh Tưởng được vợ tâng bốc thì cười híp cả hai mắt, bộ dạng hung dữ như hổ thường ngày thoát cái biến thành con mèo, định nọt vợ. Lúc đấy anh không quyết đoán ra tay thì để thằng cha bên tỉnh ủy cướp mất cô hoa khôi của phố à? Thấy chồng đã hạ hỏa, bà Tường dỗ ngọt thêm vài câu rồi mới khéo léo hỏi. Thế cô hoa khôi của thằng An nghe nói là nhân viên mới hả? Cô bé ấy thế nào? Ông Tường nhớ lại hình ảnh cô nhân viên thử việc chảy măng, đứng cúi đầu ngoan ngoãn, nghe ông mắng oan một tràng mà không hấp tấp thanh minh, cũng chẳng sụt sùi tủi thân rơi nước mắt. Cô gái ấy chỉ đứng yên lặng, chờ cho ông chút hết cơn giận, dáng vẻ điềm đạm, khiêm nhường. Chẳng trách lại khiến con trai ông rung động. Ông thở dài, ừ, rất giống em. Bà Tường bật cười, âm thanh ngọt ngào rơi vào lòng ông chồng, khiến tâm trí ông xôn xao một hồi lâu. Đám cưới của Thiều Trang được tổ chức vào buổi tối cuối tuần. Thành An đúng giờ hẹn có mặt đón Chiêu Dương. Hai người cùng nhau đi tới khách sạn tổ chức hôn lễ. Đều là bạn học cũ, mọi người gặp lại nhau vô cùng hưng phấn, cười cười nói rất vô tư. Phương Chiêu Dương! Tiếng một cậu bạn hét lên. Chiêu Dương quay ra nhìn, thì ra là lớp phó học tập đang đứng vẫy tay điên cuồng. Cậu ta lúc nào hăng hái và nhiệt huyết như vậy. Chiêu Dương nắm tay Thành An, kéo anh qua phía bên đó chào hỏi. Cô không ngờ nhan sắc lay động lòng người của mình cũng không khiến đám bạn cũ kinh ngạc bằng người đi cùng. Anh Thành An! Lớp phó há hốc cả miệng, không cần giữ kẽ nữa. Anh Thành An với Chiêu Dương lớp chúng ta! Gần 10 người quay quanh cái bàn nước nhỏ đồng loạt rú lên, háo hức vô cùng. Ngày đó Vũ Thành An cực kỳ nổi tiếng trong trường, không ai là không biết. Phương Chiêu Dương tuy cũng xinh đẹp nhưng lại là hoa có chủ rồi. Không ngờ mới chỉ được tốt nghiệp mấy tháng mọi chuyện lại xoay chuyển thành như thế này. Chú rể cũng là người quen của anh ấy nên tụi mình đi cùng thôi. Chiêu Dương vội xua tay thanh minh. Chưa ai kịp nói gì thêm thì bỗng có người mặc vest tiến đến, dáng dấp bảnh bao, nụ cười rạng rỡ trên môi như lúc nào cũng được dán sẵn ở đó. Mọi người đến đông đủ quá nhỉ? Tiếng Tú Đình vang lên khiến đám người đang cười nói bỗng đột ngột dừng lại. Mọi người đồng loạt quay ra nhìn cũng không khiến Tú Đình cảm thấy mất tự nhiên. Anh ta đã quen với cái việc là tâm điểm của mọi sự chú ý rồi. Ánh mắt Tú Đình dán vào Chiêu Dương. Anh ta vẫn biết cô rất xinh đẹp nhưng hôm nay quả thực đẹp lộng lẫy hơn tất cả mọi ngày trước đó. Chào em! Tú Đình hớn hở mở lời. Mấy hôm trước anh ta nhận được thiệp mời cưới của Thiều Trang. Trong đầu lập tức nghĩ ngay đến cơ hội gặp mặt và hàn gắn với Chiêu Dương. Dù sao bây giờ Lệ Thủy đã có tình mới hầu hạ, Tú Đình lập tức bị đá ra chuồng gà rồi. Nhưng dường như Chiêu Dương đã hoàn toàn đoạn tuyệt với anh ta. Cô không thèm hồi đáp tin nhắn. Tú Đình có phần bực bội. Trước kia còn yêu nhau, Chiêu Dương thường là người chủ động chăm sóc hơn. Bây giờ cô lại dám lên mặt làm kiêu như thế này, thật đáng tức giận. Nhưng Thành An không để Tú Đình có cơ hội tiếp cận cô. Ngay khi gia đình nhà gái sắp xếp đủ mâm, Thành An đã ngồi xuống bên cạnh Chiêu Dương rồi. Bên kia là một cô bạn khác. Tú Đình đành phải ngồi cách thêm một người nữa. Vì bàn tiệc lớn nên ngồi chung bàn, không chỉ có bạn cùng lớp Chiêu Dương mà có cả bạn cùng lớp cũ của Thành An nữa. Tên là Hùng Thuận. Sau màn giới thiệu làm quen, Hùng Thuận có vẻ khá tò mò về Phương Chiêu Dương nên cứ kín đáo quan sát một hồi lâu. Bất chợt ánh mắt anh chàng va phải thứ ánh sáng lấp lánh trên ngực áo Chiêu Dương. Anh chàng mới reo lên một tiếng. Thì ra là như vậy sao? Mọi người tò mò quay sang nhìn Hùng Thuận. Anh mới bật cười. Thành An, hôm đó cậu đặt hàng tôi làm chiếc ghim cài áo hình hoàng dương, hóa ra để tặng cô bé này à? Chiêu Dương nghe Hùng Thuận nói vậy thì kinh ngạc lắm. Cô lắc đầu. Ghim cài này làm sao lại là đồ đặt riêng được? Sao lại không? Hùng Thuận cười cười. Từng cánh hoa được gọt rũa cẩn thận bằng pha lê vàng. Còn nhị hoa thì dùng đá mắt mèo đen, loại cao cấp được nhập khẩu cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt mẫu do chính tay Thành An thiết kế đưa cho anh. Lúc đó anh còn trêu vì nghĩ cậu ta vẫn giữ sở thích thời sinh viên. Hóa ra là để tặng cho em. Thành An lườm cậu bạn lắm lời của mình một cái, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Trong lúc mọi người còn đang ố á kinh ngạc, thì Chiêu Dương cũng ngây ngẩn sờ tay lên bông hoa hướng dương đang lấp lánh trước ngực mình. Thiết kế tinh tế,
chế tác tinh xảo, dù kích thước khiêm tốn nhưng giá thành lại vô cùng đắt đỏ. Vì sao? Cô thật muốn hỏi Thành An những lời muốn nói cứ tắc nghẹn không thốt ra được. Vì em xứng đáng mà, anh đáp ngắn gọn nhưng dứt khoát. Hùng Thuận chợt nghĩ ra một điều lại bổ sung thêm. Kể ra hoa hướng dương có ý nghĩa thật hay đấy chứ, luôn hướng về phía mặt trời. Cô bạn ngồi bên cạnh Chiêu Dương tinh ý phát hiện, tên của Chiêu Dương chẳng phải là Ánh Bình Minh hay sao? Thế này thì đúng là không phải trùng hợp rồi. Từ hồi sinh viên, Thành An đã luôn miệng nói thích hoa hướng dương rồi. Không lẽ? Tin tức này không mới, nhưng khi nhà trai mang hoa hướng dương ghép với nhà gái có Ánh Bình Minh thì chắc chắn tạo ra một thông tin khiến tất cả phấn khích. Hóa ra anh Thành An thích Chiêu Dương lớp chúng ta từ hồi đó sao? Ôi thế thì thích thầm bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Chiêu Dương ngỡ ngàng nhìn anh không biết nói gì. Đáp lại ánh nhìn của cô, Thành An chỉ mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Đúng là đã thích thầm suốt từ một lúc ấy. Một tràng pháo tay chúc phúc rầm rộ vang lên. Tú Đình ngồi ở đó mà tái mét mặt mũi. Chiêu Dương đã không thèm nhìn anh ta thì thôi. Đám bạn chó má này cũng khốn nạn thật. Rõ ràng khi đó anh ta mới là bạn trai của cô, tại sao lại đi vun vén cho một người ngoài? Cơn giận làm cho Tú Đình không kìm nổi, bực bội gắt lên. Đi thích một người đã có bạn trai, hóa ra anh định làm con giáp thứ 13. Tiếng vỗ tay tức khắc ngừng bặt. Bạn trai cũ khiêu chiến bạn trai mới ngay trên bàn tiệc. Đây quả là xem phim 4D rồi. Đứng trước sự quy chụp vô lý của Tú Đình, Thành An vẫn điềm tĩnh đáp lại. Chẳng phải hiện tại cô ấy đang độc thân sao? Tôi theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Khuôn mặt điển trai của anh tuy không tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tú Đình thì hết sức kiên định, không mảy may có gì xấu hổ hay sợ hãi. Sợ hãi? Biết là không đấu được với người đàn ông này, Tú Đình lập tức quay sang công kích mục tiêu yếu hơn. Thì ra, em hết lần này đến lần khác từ chối quay lại với anh là vì anh ta. Em câu được con cá to như thế, chẳng trách lại không thèm nhìn đến anh nữa. Cũng không đếm xỉa gì đến mấy năm bên nhau của chúng ta. Trong mắt mọi người, ngày đó Tú Đình là công tử có tiếng, tiền tiêu sông xanh không phải nghĩ. Chiêu Dương tuy xinh đẹp đến mấy, nhưng cũng là con gái tỉnh lẻ về thành phố. Dĩ nhiên so với Tú Đình, sẽ có chênh lệch. Bây giờ nghe Tú Đình than thở, tự dưng ai cũng liên tưởng đến hình ảnh Phương Chiêu Dương lợi dụng nhan sắc để mê hoặc đàn ông lắm tiền. Vớ được Vũ Thành An, có giá trị hơn sẽ đá bay Tú Đình, người cùng cô đi suốt mấy năm sinh viên nghèo khó. Chiêu Dương nhận một lời buộc tội này, nhất thời thấy tim mình đau nhói, như bị người ta xiên vài nhát dao. Rõ ràng sự thực không phải thế, vậy mà cô không thể mở lời vạch trần anh ta được. Tuy cô rất coi khinh việc Tú Đình đã làm, nhưng phải thừa nhận rằng chính anh là người đã giúp cô tháo bỏ được cái cảm giác tự ti đeo nặng suốt những năm tháng học sinh. Nhờ anh mà cô thấy đàn ông cũng không phải ai cũng đáng ghét. Bởi có anh nên những năm tháng sinh viên của cô thật vui vẻ biết bao. Cô biết ơn những điều đó, nên lúc này dù bị Tú Đình chụp mũ, cô vẫn không nỡ vạch trần anh trước đám bạn học cũ. Nhưng Thành An lại chẳng chịu ơn nghĩa gì của Tú Đình cả, cho nên anh hoàn toàn tự do phản bác. Anh biết Chiêu Dương có điều khó xử nên mới đích thân xen vào chuyện riêng giữa hai người. Chắc là cậu nhầm lẫn chỗ nào rồi. Nếu Chiêu Dương có ý muốn tôi, chẳng cần cô ấy phải đi tìm dây câu. Tự tôi đã chui tay cô ấy rồi. Thành An thủng thẳng nói. Nhưng tôi quả thực phải theo đuổi cô ấy rất lâu. Chờ đến khi cô ấy cãi nhau với bạn trai, chia tay dứt khoát với bạn trai, tôi mới có cơ hội. Hóa ra anh Thành An kiên nhẫn chờ đợi bao nhiêu năm như vậy ư? Tiếng ai đó suýt xoa vang lên đầy ngưỡng mộ. Tú Đình nhìn thấy thái độ của Chiêu Dương đang từ từ thay đổi, từ cắn môi im lặng thành đỏ ửng hai gò má, anh ta tức điên người. Quả thực Phương Chiêu Dương đã không còn thuộc về anh ta, tùy ý cho anh ta điều khiển nữa rồi. Chúc mừng hai người! Tú Đình cay độc nói, chúc mừng em Chiêu Dương, Vũ Thành An là phó tổng giám đốc của RHA, nơi em làm việc. Có người lo lắng cho em như vậy, đúng là không phải ai cũng sánh được. Đây là những nữ nhân viên thử việc thành công, tán đổ sếp để một bước thành bà chủ sao? Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào Phương Chiêu Dương tò mò, chờ mong cô lên tiếng. Nhưng rốt cuộc cô vẫn im lặng, chỉ có Thành An tiếp lời Tú Đình. Hóa ra cậu biết tôi sao? Ừ cũng phải thôi, dù sao RHA cũng có làm ăn với chị Lệ Thủy. Hai người gần gũi thân mật thế, chắc là chị ấy nói cho cậu biết. Nhắc tới tên Lệ Thủy,
Tú Đình vội vàng im bặt. Không ngờ nổi Vũ Thành An lại biết chuyện của Lệ Thủy. Chẳng lẽ Phương Chiêu Dương kia đã kể cho anh ta nghe? Tú Đình hậm hực lắm, đã không trộm được gà còn mất nắm thóc. Muốn công kích người ta, rốt cuộc lại bị người ta nắm thóp, còn dùng vẻ mặt điềm nhiên như không mà phản kích. Tiệc sắp tàn, Chiêu Dương đi tìm nhà vệ sinh. Nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trong gương, cô hơi ngượng ngùng khi thấy ánh sáng lấp lánh của chiếc châm cài áo. Dưới ánh đèn ấm áp, những viên đá quý càng trở nên lấp lánh, xinh đẹp hơn bội phần. Những ngón tay cô lướt trên mặt đá mát lạnh, nghĩ đến việc Thành An thích thầm cô mấy năm trời, trong tim không khỏi run rẩy. Cảm giác ngọt ngào từ sâu thẳm cứ thế lan ra, tràn trề trong ánh mắt long lanh, không cách nào kìm giữ được. Lát nữa phải đối mặt với anh, cô nên nói gì đây? Mải nghĩ, Chiêu Dương suýt nữa va phải người đang đứng ngoài cửa. Em có vẻ vui sướng quá nhỉ? Tiếng Tú Đình từ trên đỉnh đầu dội xuống khiến cô giật mình. Anh ta cố ý đứng đây chờ cô. Hết chương 19, còn tiếp. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc. Mời các bạn đăng ký kênh Chuyện Làng Quê để nhận được thông báo khi có video tiếp chuyện này và các chuyện khác. Xin thân ái, chào tạm biệt.